NATO's posture in all domains. Ngọn lửa xung đột tiếp tục thiêu đốt Đông Âu. Tổng thư ký NATO tuyên bố Nga đã bắt đầu cuộc đại tấn công ở Ukraine. Cùng lúc đó, thành phố chiến lược Bakhmut vẫn là mặt trận khốc liệt nhất với màn đọ sức bất phân thắng bại giữa Nga và Ukraine. Trong khi đó, phía Moscow khẳng định đã kiểm soát khu định cư Krasnahora gần Bakhmut. Thì cựu chỉ huy không quân Anh cảnh báo Điện Kremlin sẽ phải trả giá đắt nếu cố chiếm lấy vùng trọng điểm miền đông này. Đáng chú ý, lo ngại diễn biến khôn lường của cuộc chiến, Mỹ lập tức khuyến cáo công dân rời khỏi nước Nga. Pháp cũng cảnh báo người dân không đến Belarus. Tổng thống Moldova lên tiếng cáo buộc Nga đang lên kế hoạch kiểm soát nước này. Trong bối cảnh lục địa già ngày một sôi sục, Ngoại trưởng Áo nói châu Âu đã bị đuổi khỏi thiên đường kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022. Ở diễn biến khác, NATO cho rằng sự cố khinh khí cầu cho thấy Nga và Trung Quốc đang tăng cường hoạt động tình báo. Không dừng lại ở đó, theo thống kê mới nhất, Mỹ cũng vừa vuột mất ngôi vị lực lượng hải quân lớn nhất thế giới vào tay Trung Quốc, Nga và Triều Tiên. Bên cạnh thiệt hại kinh hoàng về số người thiệt mạng, trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tiếp tục phơi bày nhiều sự thật đáng lo ngại. Tất cả sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình ngay sau đây. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những tin tức nổi bật liên quan đến căng thẳng ở châu Âu cùng nhiều diễn biến mới trên thế giới sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Theo Sky News đưa tin, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 13 tháng 2 cho rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chuẩn bị cho hòa bình. Ngược lại, những gì chúng ta đang thấy là Tổng thống Nga vẫn muốn kiểm soát Ukraine, ông Stoltenberg nói trước báo giới. Có nhiều dấu hiệu cho thấy rằng Nga đang gửi thêm binh lính đến chiến trường và trang bị vũ khí kỹ càng hơn, nhà lãnh đạo NATO nói thêm. Ukraine đã liên tục kêu gọi các nước phương Tây viện trợ máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa để chống lại một cuộc đại tấn công mới của Nga, và Kiev vẫn đang chuẩn bị cho điều này. Trong một thông tin cập nhật hôm 13 tháng 2, người đứng đầu NATO cũng cho biết các bộ trưởng quốc phòng của tổ chức này sẽ thảo luận về vấn đề cung cấp máy bay cho Ukraine trong cuộc họp kéo dài 2 ngày tại Brussels của Bỉ vào tuần này. Hy vọng vấn đề này sẽ sớm được giải quyết, ông Stoltenberg nói. Bên cạnh đó, ông Stoltenberg tái khẳng định NATO sẽ không tham gia vào cuộc xung đột trong trường hợp vấn đề cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev được thông qua. Trở lại với diễn biến giao tranh khốc liệt ở các vùng tiền tuyến, theo đài CNN đưa tin, người đứng đầu cơ quan hành chính quân sự Ukraine ở Luhansk, ông Serhii Heidai vừa cho biết, Nga đang tấn công dồn dập ở khu vực này và đây chỉ là khúc dạo đầu cho các cuộc tấn công quy mô lớn của Moscow. Lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi quân Nga khi đang tấn công Bilohorikap từ mọi phía vào lúc 4 giờ sáng ngày 13 tháng 2, theo giờ địa phương. Ông Shahid Hayday nói trên truyền hình quốc gia, tình hình cũng diễn biến tương tự theo hướng Kremlin, nhà lãnh đạo cho biết thêm. Ông Shahid Hayday cho rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công toàn diện khi ám chỉ việc Moscow gia tăng các cuộc không kích và pháo kích vào Ukraine. Quân đội Nga đang tăng cường dự trữ về cả nhân sự lẫn thiết bị quân sự. Do đó, chúng tôi vẫn tin rằng Nga sẽ tiến hành các cuộc tấn công lớn suốt ngày đêm trong những ngày tới. Cũng tại phía đông chiến tuyến, hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức quân đội Ukraine cho biết, thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk hôm 13 tháng 2 đã phải hứng chịu hỏa lực dữ dội từ quân đội Nga. Trong khi đó, các lực lượng Ukraine cũng đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công trên bộ tiềm tàng tại khu vực này. Một phó chỉ huy tiểu đoàn cho biết, các vị trí ở Bakhmut đã được củng cố và chỉ những người có vai trò quân sự mới được phép ra vào khu vực. Thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk là mục tiêu chính của Tổng thống Vladimir Putin khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Các trận pháo kích của Nga trong nhiều tháng qua đã khiến phần lớn nơi này trở thành đống đổ nát. Khi cột mốc đánh dấu thời điểm tròn một năm Nga đưa quân vào Ukraine đang ngày càng đến gần và Moscow dường như đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến dịch tấn công mới, thì tình hình tại khu vực này thậm chí còn trở nên gay gắt hơn. Nga đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm ngoái với lý do cho rằng nước láng giềng Ukraine là mối đe dọa an ninh với Nga. Trong khi đó, phía Kiev và phương Tây cho rằng hành động này của Moscow chẳng khác gì một cuộc xâm chiếm, mở rộng lãnh thổ. Ở phía ngược lại,
Theo Reuters đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga hôm 13 tháng 2 khẳng định đã chiếm được Krasnahora, một khu định cư cách Bakhmut 7 km, nơi đã chứng kiến các trận giao tranh ác liệt giữa quân đội Nga và Ukraine. Trước đó vào hôm 12 tháng 2, ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga cho biết, lực lượng của Wagner đã chiếm ngôi làng Krasnahora ở rìa phía bắc của thành phố Bakhmut, miền đông Ukraine. Theo báo cáo của quân đội Ukraine, Nga đã pháo kích dọc theo chiến tuyến và 16 khu định cư gần Bakhmut đã bị bắn phá. Tuy nhiên, các lực lượng Kiev đã đẩy lùi một số cuộc tấn công gần Bakhmut, cũng như các cuộc tấn công ở các vùng Kharkiv, Luhansk và Zaporizhia. Hiện các báo cáo tại các khu vực giao tranh chưa được kiểm chứng độc lập. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn với hãng tin Sky News, cựu phó nguyên soái không quân Hoàng gia Anh Shin Bell cho rằng Nga có thể sớm thúc đẩy đánh chiếm thành phố Bakhmut vì nóng lòng đạt được tiến triển tại khu vực chiến lược này trước khi viện trợ của phương Tây đến Ukraine vào mùa xuân. Theo ông Bell, các lực lượng Nga đã tiến được khoảng 100 mét mỗi ngày về phía thành phố trọng điểm ở miền đông Ukraine trong suốt mùa đông, nhưng con số này đã tăng lên đáng kể, hơn 1.600 mét chỉ trong vòng 3 ngày. Tuy nhiên, ông Bell cho biết, thời tiết xấu và việc sử dụng các binh sĩ chưa qua đào tạo có thể cản trở cuộc tấn công của Nga tại chiến trường Đông Âu. Nga có thể sẽ phải trả giá đắt vì tình hình thời tiết không thuận lợi, khiến lực lượng không quân nước này không thể thực hiện tác chiến cơ động đường không, cũng như việc các binh sĩ Nga không được huấn luyện phù hợp cũng sẽ gây trở ngại, ông Bell nói. Bên cạnh đó, theo cựu chỉ huy, có khả năng Ukraine sẽ tận dụng cơ hội này để lui quân khỏi Bakhmut, nhưng sẽ khiến Nga phải trả giá đắt cho mỗi bước đi của họ. Trong khi đó, theo Sky News đưa tin, do lo ngại về chiến dịch tấn công mới của Nga tại Ukraine, Bộ Ngoại giao Pháp ngày 13 tháng 2 đã khuyến cáo công dân nước này không đến Belarus. Trước đó, Mỹ cũng yêu cầu công dân của mình rời khỏi Nga ngay lập tức do cuộc xung đột ở Ukraine và nguy cơ bị cơ quan thực thi pháp luật Nga bắt giữ tùy tiện hoặc sách nhiễu. Theo đó, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow cho biết, công dân Mỹ đang cư trú hoặc du lịch tại Nga nên rời đi ngay lập tức, hãy thận trọng hơn và tránh bị giam giữ đột ngột. Đồng thời, Đại sứ quán Mỹ cũng đưa ra khuyến nghị đừng du lịch đến Nga. Mỹ đã nhiều lần cảnh báo công dân nước này rời khỏi Nga. Lần cảnh báo công khai gần nhất là vào tháng 9 năm ngoái, khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh huy động một phần. Đại sứ quán cho biết, các cơ quan an ninh Nga đã bắt giữ công dân Mỹ với những cáo buộc không đúng, từ chối đối xử công bằng và minh bạch với họ, đồng thời kết án họ mà không đưa ra bằng chứng đáng tin cậy. Đồng thời nói thêm rằng, Nga đã tiến hành thực thi pháp luật đối với những công dân Mỹ tham gia hoạt động tôn giáo ở Nga. Cơ quan an ninh liên bang FSB trước đó cho biết hồi tháng 1 rằng Nga đã mở một vụ án hình sự chống lại một công dân Mỹ vì nghi ngờ những người này làm gián điệp. Cùng lúc đó, trang AT trích dẫn tuyên bố của Tổng thư ký Imagali Tasmagembetov, người đứng đầu Liên minh phòng thủ khu vực cho biết, Belarus, một đồng minh thân cận của Nga, sẽ là quốc gia đăng cai tổ chức cuộc tập trận quân sự của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO năm 2023. Theo kế hoạch, cuộc tập trận chung sẽ có sự tham gia của các quốc gia bao gồm Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan. Kế hoạch này được ông Tasmagembetov chia sẻ trong chuyến thăm Minsk, thủ đô của Belarus. Theo trang AT, ông Tasmagembetov vừa bắt đầu đảm nhiệm vị trí lãnh đạo CSTO hồi tháng trước và đã có cuộc gặp với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko để thảo luận về công tác chuẩn bị cho cuộc tập trận. Tại buổi thảo luận, nhà lãnh đạo Belarus nhấn mạnh rằng tất cả 6 quốc gia thành viên CSTO cần tăng cường hợp tác do những gì đang xảy ra xung quanh biên giới của nước này. Nếu ai đó cho rằng xung đột giữa Nga và Ukraine không phải liên quan đến chúng tôi, thì chúng tôi có thể đứng bên ngoài, nhưng điều đó sẽ không xảy ra, ông Lukashenko tuyên bố. Minsk đã cho phép Moscow sử dụng lãnh thổ của mình trong chiến dịch quân sự chống lại Kiev, nhưng đã từ chối gửi lực lượng của mình tham gia tham chiến tại Ukraine. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Belarus trước đây từng cáo buộc các quốc gia NATO tạo ra mối đe dọa cho quốc gia của ông bằng cách tập trung quân đội gần biên giới Belarus. Minsk và Moscow đã thành lập một lực lượng quân sự chung vào năm ngoái và được coi là một biện pháp để giảm thiểu rủi ro mà Belarus phải đối mặt. Ông Tasmagembetov cho biết, cuộc tập trận CSTO gồm 3 phần trên đất. Belarus sẽ là một trong những bước thiết thực để đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu của tập thể các lực lượng của tổ chức. Trong chuyến thăm Minsk vừa qua, Tổng thư ký CSTO đã không chia sẻ với công chúng về thời gian diễn ra sự kiện năm nay, cũng như quy mô của đội quân mà các quốc gia thành viên sẽ triển khai tới Belarus.
Bên cạnh đó, theo Sky News đưa tin, Tổng thống Moldova Maia Sandu vừa cáo buộc Nga lên kế hoạch tấn công vào các tòa nhà chính phủ nhằm thúc đẩy hoạt động đảo chính ở nước này. Cụ thể, bà Sandu tuyên bố Moscow đang có ý định sử dụng những kẻ phá hoại từ bên ngoài để hạ bệ chính phủ Moldova, ngăn nước này gia nhập Liên minh châu Âu và sử dụng kế hoạch này trong cuộc xung đột với Ukraine. Bình luận của Tổng thống Sandu được đưa ra sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết tình báo Ukraine đã phát hiện kế hoạch hủy diệt Moldova của Nga. Theo Sky News, Ukraine hiện đã cung cấp cho Moldova các tài liệu được cho là chứa hướng dẫn về các quy tắc nhập cảnh vào Moldova dành cho công dân Nga, Belarus, Serbia và Montenegro. Bà Sandu tuyên bố rằng Nga đảo ngược trật tự hiến pháp, thay đổi quyền lực hợp pháp từ Chișinău thành quyền lực bất hợp pháp, sẽ đặt Moldova dưới quyền kiểm soát của Nga để ngăn chặn nước này hội nhập châu Âu. Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận về tuyên bố nói trên. Mặt khác, Vương quốc Anh là một trong số các quốc gia phương Tây tích cực cung cấp vũ khí và huấn luyện cho Ukraine. Tuy nhiên, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết, các lãnh đạo của tổ chức NATO nhận định lực lượng vũ trang Vương quốc Anh sẽ không thể đảm nhận vai trò lãnh đạo lực lượng phản ứng nhanh của Liên minh trong năm nay do nguồn lực quân sự cạn kiệt sau khi hỗ trợ cho Ukraine. Hãng tin Sputnik News hôm 12 tháng 2 cho hay, cụ thể, Vương quốc Anh dự kiến sẽ đảm nhiệm vai trò lãnh đạo lực lượng phản ứng nhanh của NATO thay cho Đức vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, NATO yêu cầu Berlin tiếp tục giữ vai trò này thêm một năm, do London không thể cung cấp 5.000 binh sĩ theo yêu cầu. Nguồn tin truyền thông Anh cho biết, có những vấn đề nghiêm trọng đối với lực lượng quân đội về tình trạng thiếu đạn dược và các thiết bị khác, một phần là do thiếu ngân sách, một phần do Anh đã viện trợ đạn dược và vũ khí cho Ukraine. Bên cạnh đó, vấn đề nhân sự cũng gặp căng thẳng do triển khai công tác huấn luyện cho Kyiv. Theo Sputnik News, Vương quốc Anh đang ở giai đoạn dễ bị tấn công nhất kể từ Thế chiến thứ hai, khi lực lượng quân đội có quy mô nhỏ nhất trong 4 thế kỷ qua. Vào lúc này, sức mạnh lực lượng hải quân Anh chỉ còn một nửa so với khi diễn ra cuộc chiến Falklands năm 1982. Vào cuối tháng 1, Tobias Elwood, người đứng đầu Ủy ban tuyển chọn của Bộ Quốc phòng Anh, thừa nhận quân đội đang ở trong tình trạng tồi tệ, mặc dù đầu tư hàng tỷ đô la trong hai thập kỷ qua. Khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace cũng cho rằng quân đội Anh đã tụt hậu so với các quốc gia đồng cấp và cần được đầu tư nhiều hơn. Bất chấp thực tế này, ông Tobias Elwood tuyên bố rằng London cần phải đối mặt trực tiếp với Moscow hơn là để Kyiv tự làm mọi việc. Trong bối cảnh đó, theo Newsweek, ông Vladimir Solovyov, người dẫn chương trình trên đài nhà nước Nga và ủng hộ nhiệt thành Tổng thống Vladimir Putin, đã kêu gọi Moscow oanh kích London do Anh ủng hộ nhiều vũ khí uy lực cho Ukraine. Ông Solovyov nói, chúng ta không thể oanh kích London hay sao? Có vấn đề gì đâu, chỉ tấn công các mục tiêu quân sự thôi, và có thể là nghị viện Anh nữa. Tiếp đó, ông Solovyov cũng chỉ trích các nước phương Tây bơm vũ khí cho Ukraine, tạo điều kiện cho Kyiv có thể tấn công vào lãnh thổ Nga, bao gồm Crimea. Theo Newsweek, gần đây, Ukraine nhận thêm vũ khí tầm xa hơn từ phương Tây, nhưng theo Bộ Quốc phòng nước này khẳng định sẽ không tấn công vào lãnh thổ Nga mà chỉ nhắm vào lực lượng Nga ở Ukraine. Kyiv còn khẳng định rằng bán đảo Crimea là một phần lãnh thổ cần được lấy lại bằng vũ lực sau khi Nga sáp nhập năm 2014. Ông Solovyov cho rằng trong tương lai, Anh Quốc có thể là nước đi đầu về gửi tiêm kích cho Ukraine để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ông nói, và rồi người Anh sẽ đưa ra lập luận xảo quyệt. Chúng tôi không công nhận Crimea thuộc về Nga, nên Ukraine có thể tấn công vào đây. Ồ, các người tự định nghĩa nước Nga hay sao? Không phải người dân Nga, không phải một cuộc trưng cầu dân Ý, mà chính các nước muốn định nghĩa nước Nga cho chúng tôi à? Vậy thì chúng tôi cũng có tự định nghĩa là không có nước Anh, không có Pháp hay Đức gì hết. Chỉ có những quốc gia tỏ ra thù ghét với Nga. Ông Solovyov, nhà bình luận chính trị nổi tiếng ở Moscow nói thêm. Hiện chính phủ Anh và Điện Kremlin không phản ứng với phát ngôn của ông Solovyov. Trong khi đó, hãng tin TASS trích dẫn phát biểu hôm 13 tháng 2 của Ngoại trưởng Áo Alexander Stoltenberg cho rằng các quốc gia châu Âu đã bị đuổi khỏi vườn địa đàng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Theo đó, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post, nhà ngoại giao hàng đầu nước Áo nói, tôi thường hay mượn lời của nhà khoa học chính trị người Mỹ Robert Kagan, người khoảng 20 năm trước từng nói rằng người dân châu Âu đang sống trong một thiên đường hòa bình, thời hậu lịch sử. Tuy nhiên, các cuộc đấu tranh giành quyền lực vẫn đang diễn ra ở bên ngoài. Ở một góc độ nào đó, có thể nói rằng chúng ta đã bị đuổi khỏi thiên đường kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 và không ai thích bị đuổi khỏi vườn địa đàng. Bên cạnh đó,
Ngoại trưởng Stoltenberg cho biết, ông chưa thể thấy hết những hậu quả của cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng chính cuộc chiến này đã kéo châu Âu gần nhau hơn. Các quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương đã một lần nữa xích lại gần nhau. Trong khi đó, Áo, Đức và các quốc gia khác đang phải trả giá đắt về kinh tế, bởi chúng tôi đã đầu tư rất nhiều vào Nga, Belarus và Ukraine, ông nhấn mạnh. Về phía NATO, Tổng thư ký khối liên minh quân sự lớn nhất thế giới, ông Jens Stoltenberg cho rằng, sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine kết thúc, cần đảm bảo quân đội Kyiv mạnh hơn nữa, theo các tiêu chuẩn của NATO. Hãng thông tấn TASS hôm 13 tháng 2 đưa tin. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, ông Stoltenberg cho rằng, khi cuộc xung đột này kết thúc, bằng cách này hay cách khác, NATO nên đảm bảo rằng Ukraine có khả năng phòng thủ và tự bảo vệ. Hiện tại, những gì NATO có thể làm là tăng sức mạnh cho Kyiv bằng cách hỗ trợ đào tạo. Khi Ukraine cần chuyển đổi từ các học thuyết và thiết bị thời Liên Xô sang năng lực hiện đại của NATO, quá trình này có thể cần thời gian, nhưng sẽ đảm bảo sự tương tác giữa chính quyền Kyiv với các đồng minh NATO trong tương lai. Hành động này sẽ giúp Ukraine có lực lượng vũ trang mạnh hơn khi một số thỏa thuận hòa bình có thể được thống nhất để ngăn chặn một cuộc đụng độ quy mô lớn khác, ông Stoltenberg cho biết thêm. Ở diễn biến khác, hãng thông tấn TASS hôm 13 tháng 2 dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng những vật thể bay không xác định xuất hiện ở Mỹ là dấu hiệu cho thấy Nga và Trung Quốc đang tăng cường các hoạt động tình báo nhằm chống lại NATO. Ông Stoltenberg cho biết NATO vẫn theo sát vụ việc và thực sự cảnh giác trước xu hướng xuất hiện ngày càng tăng các vật thể bay không xác định. Vấn đề này cần được kiểm soát chặt chẽ hơn nữa đối với không phận của các quốc gia thuộc NATO. Theo đó, Liên minh đang lên kế hoạch về một mạng lưới thông tin mới kết hợp giữa các vệ tinh dân sự và quân sự để phục vụ cho mục đích do thám, ông Stoltenberg cho biết. Khoảng 2 tuần trước, các nhà chức trách Mỹ phát hiện một khinh khí cầu của Trung Quốc bay cao hơn đáng kể so với quy định của các chuyến bay thương mại. Ngày 4 tháng 2, lực lượng không quân của Mỹ bắn hạ khinh khí cầu này trên không phận Hoa Kỳ, với cáo buộc khinh khí cầu đang thu thập các thông tin tình báo. Vụ việc khiến cho Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hoãn chuyến thăm Trung Quốc. Trong khi đó, Bắc Kinh phản ứng gay gắt trước hành động bộc phát của Washington, với giải thích khinh khí cầu chỉ là phương tiện thăm dò khí tượng của Trung Quốc, vô tình đi vào không phận của Mỹ. Đáng chú ý, sau quá trình phát triển không ngừng, Trung Quốc đang có lực lượng hải quân lớn nhất thế giới. Theo bài phân tích được trang 247 Wall Street trích đăng hôm 12 tháng 2, trang web thống kê quốc phòng Global Firepower đã tổng hợp thông tin về quân đội của 145 quốc gia và xếp hạng những hạm đội lớn nhất trên thế giới. Trong đó, dựa vào số lượng tàu trong lực lượng hải quân mỗi nước, quy mô của lực lượng hải quân Mỹ đã xếp sau Trung Quốc, Nga và Triều Tiên. Theo đó, Trung Quốc hiện có nhiều tàu ngầm, tàu khu trục và tàu hộ tống hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Điều này có thể gây lo ngại cho Đài Loan, bởi hòn đảo chỉ nằm cách Trung Quốc khoảng 100 dặm về phía đông. Trong khi đó, Nga là cường quốc giữ vị trí thứ hai, với đội tàu có lịch sử chuyên tìm kiếm các địa điểm để xây dựng cảng. Tiếp đến, vị trí thứ ba thuộc về Triều Tiên, khi quốc gia này sở hữu khá nhiều tàu tuần tra xa bờ. Mỹ chỉ xếp ở vị trí thứ tư nhờ sở hữu 11 hàng không mẫu hạm, nhiều nhất trên thế giới. Tuy nhiên, về chất lượng hỏa lực, hải quân Hoa Kỳ hầu như không có đối thủ. Điều bất ngờ là hải quân Hoàng gia Anh, lực lượng hùng mạnh nhất thế giới trong Thế chiến thứ hai, thậm chí không có mặt trong số 20 hạm đội lớn nhất thế giới. Thay vào đó, nhiều quốc gia châu Á xuất hiện trong top 10 như Indonesia, Ấn Độ và Thái Lan. Tại khu vực Trung Đông, theo một nhân chứng nói với Reuters, nhiều vụ nổ làm rung chuyển dải Gaza vào sáng ngày 13 tháng 2. Trước đó, quân đội Israel cũng thông báo tấn công một cơ sở dưới lòng đất, được cho là nơi lực lượng Hồi giáo Hamas sản xuất rocket. Hiện chưa có báo cáo thương vong sau vụ oanh kích. Ngoài ra, Israel cho biết vào cuối tuần qua, họ đã bắn hạ một rocket phóng từ dải Gaza. Chưa có lực lượng nào của người Palestine nhận trách nhiệm gây ra vụ việc. Hamas kiểm soát dải Gaza năm 2007 và đã nhiều lần giao tranh với quân đội Israel. Theo Reuters, còi báo động đã vang lên ở các thị trấn của Israel gần dải Gaza vào sáng thứ Hai ngày 13 tháng 2, cảnh báo khả năng xảy ra một đợt pháo kích mới. Một tin tức khác, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador ngày 11 tháng 2 khẳng định đất nước của ông sẽ dẫn dắt một phong trào đoàn kết các nước lên tiếng bảo vệ chủ quyền của Mexico. Tuyên bố đưa ra trong lúc Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel thăm Cuba. Ông López Obrador nhấn mạnh việc Mỹ cấm vận Cuba là vô nhân đạo. Ngoài ra, trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo đã đến trung tâm y tế,
IMSS Bienesta, nơi Chủ tịch Miguel Díaz-Canel phát biểu về sự đóng góp của các bác sĩ Cuba. Theo Reuters, tại Mexico, có khoảng 610 chuyên gia y tế Cuba đang cung cấp hỗ trợ y tế ở vùng sâu vùng xa. Hai nhà lãnh đạo cũng cam kết thắt chặt và mở rộng hợp tác trong các vấn đề y tế. Đây là chuyến thăm thứ tư của Chủ tịch Díaz-Canel đến Mexico trong nhiệm kỳ của Tổng thống López Obrador. Liên quan đến thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, theo Reuters đưa tin, giới chức nước này vừa bắt giữ thêm một nhà phát triển bất động sản được cho là liên quan đến các tòa nhà bị tàn phá do động đất ở thành phố Adıyaman. Việc bắt giữ xảy ra tại sân bay Istanbul hôm 12 tháng 2. Cụ thể, cảnh sát Istanbul cho biết, nhà phát triển Yavuz Karakus và vợ của ông đã bị bắt khi họ cố gắng rời khỏi đất nước để đến Georgia. Sau thảm họa động đất, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ điều tra kỹ lưỡng bất kỳ ai bị nghi ngờ phải chịu trách nhiệm về sự sụp đổ của các tòa nhà. Phó Tổng thống Fuat Oktay cho biết, 131 nghi phạm cho đến nay đã được xác định là phải chịu trách nhiệm về sự sụp đổ của một số tòa nhà khi động đất tàn phá 10 tỉnh miền Nam đất nước. Các đội tìm kiếm và cứu hộ từ Hoa Kỳ và nhiều nước khác đang tiếp tục nỗ lực hỗ trợ ở thành phố Adıyaman, nhưng khả năng tìm thấy người sống sót ngày càng khó khăn. Trong khi đó, theo Reuters ghi nhận, các kệ hàng ở một siêu thị thuộc thành phố Auckland của New Zealand đã trống trơn vào ngày 11 tháng 2 khi người dân địa phương tích trữ nhu yếu phẩm chuẩn bị cho bão Gabrielle đổ bộ. Kệ bánh mì, kệ bán trứng đã hết sạch. Trước đó, các nhà bán lẻ kêu gọi khách hàng chỉ mua sắm những vật cần thiết với số lượng đủ dùng. Họ cũng đảm bảo với cộng đồng địa phương rằng các siêu thị, cửa tiệm sẽ không bị thiếu hụt. Cư dân tại Auckland, thành phố lớn nhất của New Zealand và khu vực lân cận đã được giới chức cảnh báo về tình trạng mưa lớn, lũ lụt và gió giật mạnh trong ngày 13 tháng 2. Cũng trong ngày đầu tuần, nhiều trường học và văn phòng chính quyền trên khắp Auckland và đảo Bắc đã đóng cửa và mọi người được khuyến nghị hạn chế di chuyển. Tình trạng khẩn cấp được áp dụng ở Auckland và ít nhất 5 khu vực khác. Ước tính 46.000 ngôi nhà đã bị mất điện, dịch vụ di động chập chờn. Ở một số khu vực, cây cối ngã đổ và nhiều ngôi nhà bị tốc mái khi bão đổ bộ. Những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.